Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Được, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Dừa Cây, báo cáo pháp luật với nội dung xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội. Trước tiên, thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh, tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết của Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi quận Lê Chân trong nhiệm kỳ 2019-2024 để làm rõ thêm một số các hoạt động nổi bật đã triển khai trong 5 năm qua. Thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh, tôi xin báo cáo tham luận về công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi. Kính thưa đại hội, Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh những năm gần đây, số lượng hội viên mới đã phát triển ngày càng tăng. Năm 2021, toàn phường có 2.561 hội viên, đến nay số hội viên là 2.775 hội viên. Mặc dù dự án đường Hồ Sen Cầu Giò Hai được triển khai, một số đông các hộ gia đình được chuyển đi nơi khác, nhưng số hội viên phát triển ngày càng đông. Trung bình hàng năm số hội viên tăng từ 60 đến 80 hội viên. Sở dĩ công tác phát triển hội viên ngày càng tăng như vậy, phải kể đến công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thật tốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi được hiệu quả mà Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh đã làm được. Để động viên các cụ, đảm bảo quyền lợi cho các cụ, giúp các cụ tin yêu vào hội và tham gia vào hội ngày càng đông hơn. Sau đây, tôi xin trình bày một số các hoạt động mà Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh đã triển khai về công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng năm, Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh đã phối hợp với Chùa Phổ Chiếu tổ chức long trọng đại lễ Khánh Thọ vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm. Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh đã tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường kết hợp với Hòa Thượng cùng với các chư tăng Phật tử Chùa Phổ Chiếu duy trì và tổ chức long trọng ngày đại lễ Khánh Thọ cho các cụ tròn tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và trên 100 tuổi vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm. Đây là một việc làm thường niên của các cụ cao tuổi ở Phường Dư Hàng Kênh, đến nay đã tròn 40 năm liên tục. Bên cạnh đó, hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 và Ngày Quốc tế 1 tháng 10 của Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh, kỷ niệm nhằm ôn lại các công lao to lớn của lớp người cao tuổi trong việc dựng nước và giữ nước, đồng thời động viên các cụ bằng hình thức biểu dương, trao giấy công nhận tuổi cao gương sáng, tặng kỷ niệm chương cho cán bộ hội đủ tiêu chuẩn, tặng khen thưởng những tập thể và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã từ nhiều năm nay, hội đã duy trì tổ chức tốt Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi mùng 6 tháng 6 hàng năm. Trong những ngày này, thường có trên từ 250 đến 300 đại biểu cho đại diện cho 3.000 hội viên về dự, kinh phí khen thưởng và chi cho hội nghị trên dưới 30 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương. Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh đã chỉ đạo 100% các chi hội, tổ dân phố tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế mùng 1 tháng 10. Nội dung chương trình được thống nhất theo sự chỉ đạo của Hội Người Cao Tuổi Phường như diễn văn, chúc thọ, mừng thọ, biểu dương khen thưởng, tổng kết công tác hội, báo cáo thu chi và kết nạp hội viên mới. Các hoạt động trên của hội đã chỉ đạo tổ chức đều đặn hàng năm, giúp cán bộ hội viên phấn khởi, tích cực tham gia công tác hội ngày càng đông và đi vào nền nếp. Về công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương để đảm bảo quyền lợi cho người cao tuổi theo đúng luật của Người Cao Tuổi Việt Nam. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Hội Người Cao Tuổi Phường Dư Hàng Kênh vô cùng phấn khởi vì được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho Hội Người Cao Tuổi Phường hoạt động. Một minh chứng là đại lễ Khánh Thọ của các cụ tròn tuổi tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng tại Chùa Phổ Chiếu. Trong những ngày này, đã đón tiếp trên 300 các cụ ở độ tuổi tròn tuổi. Đặc biệt, các cụ tròn tuổi 90 được Ủy ban Nhân dân Phường tặng một bộ quần áo đỏ, khăn xếp đỏ, vải sa tanh in hình chống đồng. 100% các cụ được về dự được Hòa Thượng thỉnh tên làm lễ cầu siêu theo danh sách tên từng cụ. 100% các cụ được nhận quà của Chùa Phổ Chiếu và tiền lì xì của Ủy ban Nhân dân Phường Dư Hàng Kênh tặng các cụ nhân dịp đầu năm mới. Tổng chi phí cho ngày đại lễ Khánh Thọ trên dưới 330 triệu đồng. Tháng 6 năm 2019, hội đã tham mưu
Ủy ban Nhân dân phường ra một thông báo tới các chi hội về việc thăm viếng người cao tuổi qua đời. Tất cả người cao tuổi, kể cả những người không phải là hội viên, nam từ 60 tuổi, nữ từ 55 tuổi trở lên, khi qua đời đều được nhận tiền viếng. Tiền viếng này trích từ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của địa phương. Hội người cao tuổi phường đã quan tâm đến những hội viên khó khăn, cô đơn, bệnh trọng. Hàng năm vào dịp ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, tháng hành động vì người cao tuổi, hoặc những dịp lễ Tết xuân về, hội đã đề nghị Ủy ban phường tặng quà và cả nguồn kinh phí xã hội hóa trên dưới 100 cụ, tổng kinh phí lên hàng trên 50 triệu đồng, giúp các hộ gia đình bớt đi khó khăn trong dịp lễ Tết xuân về. Tháng 5 năm 2023, Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh đã làm tốt công tác xã hội hóa, xây mới một ngôi nhà đại đoàn kết cho bà Vũ Thị Hải, sinh năm 1952, tại tổ dân phố số 15, với tổng số tiền quyên góp được 170 triệu đồng. Hiện nay, Hội người cao tuổi phường đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, dự kiến sẽ khởi công xây mới một ngôi nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Thạnh, sinh năm 1937, tại tổ dân phố số 12. Đây là một công trình chào mừng thành công của đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân nhiệm kỳ 2024-2029. Kính thưa đại hội, Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh luôn quan tâm đến việc thành lập, duy trì, xây dựng và các câu lạc bộ phát triển để giúp đỡ các cụ sống khỏe, sống vui. Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh hiện có 4 câu lạc bộ hoạt động đều đặn hàng tháng với số hội viên tham gia ngày càng tăng. Câu lạc bộ thơ có 25 hội viên, câu lạc bộ dưỡng sinh có 72 hội viên, câu lạc bộ ông bà gương mẫu, mẫu mực, con cháu thảo hiền, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thành viên là 60 người, số vốn được tổ chức hai tài trợ 130 triệu đồng cho thành 7 thành viên câu lạc bộ hoàn thành có hoàn cảnh khó khăn được vay phát triển kinh tế. Câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn vào ngày 24 hàng tháng, gồm nhiều nội dung phong phú như chúc mừng sinh nhật, kiểm tra sức khỏe, tập thể dục, vui ca hát, thu gom phế liệu, làm sạch môi trường, lấy kinh phí nhập vào quỹ tấm lòng vàng, giúp đỡ hội viên khó khăn. Hội viên được khám bệnh sức khỏe đặc biệt ngày 20 tháng 3 năm 2023. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Dư Hàng Canh đã đón tiếp, giao lưu, học hỏi với 9 câu lạc bộ thuộc 9 xã Thuyệt Huyện, Tiên Lãng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường. Tất cả các câu lạc bộ của đều đặn nhằm tạo ra những sân chơi vui khỏe có ích, là món ăn tinh thần để nâng cao sức khỏe, yêu đời, yêu hội cho mỗi hội viên. Chính vì vậy, vai trò vị thế của người cao tuổi trong cộng đồng xã hội của hội viên người cao tuổi Dư Hàng Canh ngày được ghi nhận. Từ những hoạt động tích cực trên đã mang lại hiệu quả, hội viên xin vào hội ngày càng đông, chiếm 92,7% tổng số hội viên. Các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, cho gia đình. Hàng năm có trên 300 cụ đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Nhiều chi hội đã làm tốt công tác, được Hội người cao tuổi quận, Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng. Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Hội người cao tuổi thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Ủy ban Nhân dân phường. Từ những thực tế trên, Hội người cao tuổi đã rút ra bài học kinh nghiệm như sau: muốn xây dựng hội càng vững mạnh cần làm tốt các việc sau đây. Làm tốt công tác tổ chức hội. 2. Quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất cho từng hội viên. 3. Lãnh đạo phường, lãnh đạo hội phải thực hiện tốt luật người cao tuổi Việt Nam. Công tác hội chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi phải đặt lên hàng đầu. Công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời và thường niên hàng năm. Kính thưa đại hội, hôm nay tại đại hội thành lập Hội người cao tuổi quận Lê Chân lần nhiệm kỳ 2024-2029, tôi xin được mạnh dạn có thêm một số kiến nghị sau. Một là nên xem xét và điều chỉnh phụ cấp hàng tháng đối với chức vụ chủ tịch hội người cao tuổi cấp phường, vì hiện nay phụ cấp của chủ tịch hội người cao tuổi còn thấp hơn một số các đoàn thể của tổ dân phố. Hai là cần quan tâm động viên một chút phụ cấp đến các ông bà là cán bộ hội như phó chủ tịch hội, ông bà là ủy viên ban chấp hành, các ông bà làm chi hội trưởng ở các tổ dân phố để động viên. Kính thưa đại hội, tôi vừa trình bày xong báo cáo tham luận xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào phát huy vai trò người cao tuổi mà Hội người cao tuổi phường Dư Hàng Canh thực hiện trong nhiều năm qua. Cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.